Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh You Channel và mình là Thanh Danh. Ngày hôm nay thì Đức Huy Mobile sẽ gửi cho chúng ta một bài đánh giá chi tiết về sản phẩm bom tấn OnePlus 6. Thì như chúng ta biết rằng dòng OnePlus 6 đó là một sự cải tiến cao cấp về cũng như thiết kế cũng như về màn hình. Như chúng ta biết rằng thiết kế đây thì gần như là giống như tai thỏ theo xu hướng bây giờ. Và đồng thời thì như mình đã đánh giá ở bài trước phần đập hộp thì thiết kế đây cụm camera kép sẽ được đặt dọc, ngoài ra vân tay sẽ được làm theo kiểu bầu dục. Bên cạnh đó thì sẽ hỗ trợ thêm cái nút là tắt âm giống như dòng iPhone. Đây là một sự cải tiến mới ở đối với dòng Android. Thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào chi tiết từng phần nha. Đầu tiên là về phần màn hình. OnePlus 6 thì sẽ có tỷ lệ màn hình là 19:9, có nghĩa là có một sự khác biệt đầu tiên rồi so với những dòng hiện tại bây giờ theo xu thế là 18:9. Và tấm nền của màn hình này là Optic AMOLED. Nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi là nó sẽ khác gì so với Super AMOLED của dòng Samsung. Thì nếu là so sự khác nhau thì thật ra thì đó chỉ là một cái tên gọi khác. Nhưng mà do bên nhà sản xuất sẽ có một số tùy biến thêm. Cái dòng Optic AMOLED sẽ khác với Super AMOLED một chỗ là bởi nó sẽ đưa màn hình về chân thật hơn, cân bằng về các gam màu, cũng như là sẽ đưa về những các màu và cái như giống như là tiêu chuẩn của nó. Thì nếu mà so với dòng flagship G7 TQ chạy trên tấm nền LCD IPS thì như các bạn biết là AMOLED sẽ chịu lực tốt hơn. Nhưng cái điểm nhược điểm của nó là ánh sáng, khi mà có ánh sáng bên ngoài trực tiếp vào cũng như là khi chúng ta hoạt động ở ngoài trời thì màn hình mang lại hiển thị sẽ không tốt. Do đó thì bên nhà phân phối sản xuất đã trang bị cho một tấm nền aluminum. Đây là một tấm nền chống chói nên việc chúng ta sử dụng cực kỳ thoải mái. Và có một lưu ý rằng ở đây là dòng OnePlus nó không có chống nước theo chỉ số IP68. Nhưng mà nhà phân phối sản xuất OnePlus đã cam kết rằng việc chúng ta sử dụng nó ở dưới ngoài mưa gió thì cực kỳ thoải mái. Nên chúng ta cứ yên tâm khi đi ở ngoài trời ở Sài Gòn cũng giống như là gặp những cơn mưa bất chợt. Rồi, bây giờ sẽ chúng ta đi chi tiết hơn về phần màn hình. Màn hình thì mặc dù chạy trên tấm nền Optic AMOLED nhưng độ phân giải của nó chỉ dừng lại ở Full HD Plus, tức là chỉ ở dưới không được 2K. Thì tại sao thì lại để không chế độ 2K với phân khúc này? Thì cũng như chúng ta biết rằng dòng OnePlus tập trung chủ yếu là về phần tốc độ, có nghĩa là sẽ nghiêng về hiệu năng và mang lại sự trải nghiệm mượt mà hơn. Và với phân khúc này, giá tiền này thì việc mà màn hình 2K thì có gọi là hơi quá đòi hỏi so với nhà phân phối. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ trải nghiệm sơ một tí xíu về màn hình này. Như chúng ta biết đây là màn hình tay thỏ và chúng ta để ý nè, những ba phím đường hướng đã được đưa vào trong màn hình và nó tạo nên mất một sự cân đối. Đây, tắt đi chúng ta sẽ thấy nè, phần trên đây lại quá mỏng, dưới đây lại quá dày. Nhiều khi chúng ta lại nói tại sao có một sự mất cân đối ở đây. Thì với điều lẽ đó, bên nhà phân phối sản xuất OnePlus đã điều chỉnh tùy biến chúng ta việc tắt tay thỏ này đi. Khi chúng ta tắt tay thỏ thì dải ngoài đây nó sẽ thành màu đen và khi đó hai bên sẽ được cân bằng. Và ở có một điểm cộng ở đây là năm nay OnePlus đã làm cho OnePlus 6 cái viền nó gần như rất là mỏng. Chúng ta so với dòng iPhone X thì gần như là mỏng hơn rất nhiều. Và đặc biệt so với dòng tiền nhiệm đợt trước 5T thì cái việc viền này đã được mỏng. Thì chính xác hơn thì màn hình nó sẽ chiếm 83,8%. Vâng, đây là một con số rất cực kỳ là lý tưởng đối với dòng smartphone bây giờ. Dài thì cũng hơi một tí xíu nhưng mà không phải đến nỗi là quá tệ. Việc cầm nắm cũng dễ chịu. Và đặc biệt thì dòng OnePlus lần này thì trang bị phía sau có rất là nhiều màu, trong đó có màu micro cũng như màu mid black. À, còn thêm một màu nữa đó là màu silver white. Thì bản thân mình thì thấy mình vẫn thích cái màu truyền thống hơn, đó là midnight black. Cầm việc cảm nhận cũng sẽ rất tốt. Rồi, ok. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo là phần âm thanh và cũng như là phần camera. Thì cũng như tiền nhiệm của cái phần trước thì âm thanh của dòng OnePlus không được gọi là quá sắc sảo cũng như là xuất sắc. Chỉ là đủ mức là có thể là vừa nghe. Nếu như các bạn hoạt động ở ngoài trời thì âm thanh này mình nghĩ là nó sẽ không có quá là ok, tại vì đây nó chỉ có một dải lo. Và đằng này nó không có hỗ trợ âm thanh kép giống như ở trên dòng iPhone đâu. Nên dòng OnePlus thì chắc nó không có tập trung nhiều vào phần âm thanh. Và có một sự cải tiến một tí xíu đối với sắc 3.5. Thì vẫn giữ nguyên sắc 3.5 nhưng trong đây thì OnePlus đã tích hợp thêm cái việc là chúng ta sẽ chống được tiếng ồn rất là tốt. Đồng thời thì đưa ra âm thanh là HD sound, có nghĩa là đưa chất lượng thì có thể từ ví dụ như từ 16 bit lên 24 bit chẳng hạn.
nói chung coi như cũng có một sự tiến bộ trong đây. Rồi tiếp theo về phần camera thì chúng ta biết rằng dòng OnePlus đã sở hữu camera kép phía sau. Camera chính là 16 chấm nhưng mà camera phụ tới 20 chấm. Chúng ta sẽ đặt thắc mắc là tại sao cái chính nó lại nhỏ hơn cái phụ. Thì chủ yếu cái chính thì nó có sẽ hỗ trợ nhiều chức năng hơn, ví dụ như lấy nét laser, lấy nét theo pha hay là chống rung quang học. Đông như camera phụ thì nó sẽ không có phần chống rung quang học trong đây. Nhưng phụ là chủ yếu là chúng ta ví dụ chụp shot không hoặc là chỉnh sửa hình ảnh này rồi rất là tốt. Bây giờ chúng ta vô giao diện của phần camera. Như chúng ta thấy thì dòng OnePlus tùy biến phần giao diện thấy rất là dễ nhìn, cũng rất là dễ sử dụng so với nếu chúng ta sử dụng trên dòng X9 Plus hay là LG G7 ThinQ thì mình thấy là việc trên OnePlus thì dễ tùy biến hơn. Nhìn đây biết ở đây là hẹn giờ báo thức, bật chế độ HDR, còn tỷ lệ 43 hay là 19:1.1 đó là tỷ lệ màn hình. Nếu như những người nào mà chưa từng rành về sành sỏi về camera thì nhìn vào đây cũng sẽ biết chỉnh. Ở đây thì nếu chúng ta sử dụng hai camera ở phía sau thì ở phần giao diện này nó sẽ hỗ trợ thêm cái phần portrait, đây là chụp shot phông. Đơn giản không phải chỉ cần người đâu, chỉ cần để vật nó cũng đã chụp shot phông rồi. Để cụ thể ở gần đây là ok. Rồi bây giờ tiếp theo là phần camera trước. Thì phần camera trước ở đây thì mình cực kỳ yêu thích là bởi vì ở đây nó có thêm một cái chế độ, đây là có nghĩa là chỉnh độ mượt mà của hình ảnh. Nhìn vô chúng ta rất là thích rất là nhiều. Đặc biệt là nếu như gặp bạn nào mà thích selfie thì đây camera trước tới 16 chấm. Nếu so với khẩu độ của dòng X9 Plus thì có thể không bằng, nhưng mà với việc sử dụng theo điều kiện thiếu sáng cũng như là mọi thứ thì mình thấy cái này đều rất là ok. Và cảm nhận của mình thì camera trước của lần này thì dòng OnePlus làm rất ok. Rồi phần video. Việc video này thì chip Qualcomm 845 thì có thể quay video lên tới Full HD và thậm chí có thể 2K, nhưng mình nghĩ là 2K thì nó rất là ít rồi. Đây chủ yếu nó ghi thì rất là rõ 1080p tức là Full HD. Nghĩ Full HD rất là quá tốt rồi. Ngoài ra chúng ta có thể chỉnh chế độ, chúng ta vuốt từ dưới vuốt lên. Giao diện rất là đơn giản, dễ cho nhiều người sử dụng. Và việc ít tùy biến như vậy thì giúp cho cái việc chiếm RAM cũng như việc xử lý mượt mà hơn. Cái đó là ưu điểm đặc biệt của dòng OnePlus từ nào giờ rồi. Ở đây thì có rất nhiều chế độ, ví dụ slow motion, photo, portrait hoặc remote hoặc là panorama. Đó. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước qua phần hiệu năng, phần quan trọng nhất của sản phẩm này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần hấp dẫn nhất của kẻ hủy diệt flagship này, đó là về phần hiệu năng. Thì chúng ta biết rằng OnePlus 6 sẽ có bản RAM 6GB, bản RAM 8GB. RAM 8GB sẽ dành cho bộ nhớ trong là 256, còn RAM 6GB sẽ dành cho bộ nhớ trong là 64GB và 128GB. Thì đối với mình RAM 6GB cũng nói là quá khủng rồi. Tại vì bởi vì chip của dòng OnePlus 6 này là chip Qualcomm 845 và có thêm chip GPU, chip tức là chip đồ họa 630. Thì cái việc này con trở này đã thành quá bá đạo rồi. Thì điểm AnTuTu mình đây là mình đã test. Đây mình đã test điểm AnTuTu ở đây. Nó tới 268.736 điểm. Tức là nếu mà so với X9 Plus cùng chạy cùng chip luôn, cùng RAM luôn, thì con này sẽ nhỉnh hơn rất nhiều. Đó là thấy kiêng về phần đồ họa và điên về phần hiệu năng. Mọi người sẽ thắc mắc là tại sao cùng là RAM 6GB, cùng là một con chip mà máy này nó lại mượt hơn. Thì ở đây thực ra OnePlus nó cũng ảnh muốn khóe ở đây là các bạn có để ý rằng OnePlus nó không có thẻ nhớ không? Trong khi dòng Samsung nó lại có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. Thì cái việc chúng ta bỏ đi phần thẻ nhớ sẽ giúp cái phần RAM nó sẽ mượt mà hơn. Chúng ta thấy rõ điều này hơn là đối với việc là trên Note 5. Samsung Galaxy Note 5 đã bỏ đi thẻ nhớ ngoài. Do đó cái phần mượt mà hơn so nhiều với cho X7, X7 chúng ta sử dụng và chúng ta sẽ biết. Đó thì đó là mánh khóe của dòng OnePlus. Rồi thì về phần test hiệu năng, chúng ta biết rằng chip Qualcomm 845 sẽ mang lại hiệu suất vượt mà tốt hơn nhiều so với chip 835 tiền nhiệm, và đồng thời sẽ tiết kiệm pin hơn 30%. Với viên pin 3300 thì cái việc cộng thêm chip 845 tiết kiệm pin thì quá tuyệt vời đó, nhưng ai là fan của game thủ cũng như là dọc tộc mạch. Ở đây mình có tải những phần game như là Alpha 8 hoặc là Brother in Nam hoặc là Liên Quân Mobile. Thì đầu tiên mình phải công nhận ở điều là nó việc bắt wifi cực kỳ tốt. Mình tải cái phần Liên Quân rồi coi như là rất là nhanh, nó chạy gần như là giống như ai đuổi nó vậy đó, rất là nhanh. Và phần trải nghiệm đầu tiên và cái phần game Brother in Nam
Mình đã test trên LG G7 ThinQ, RAM 4GB và chip Qualcomm 845. Thì mình nhận ra rằng con này nó vô game rất là nhanh, nhanh hơn con kia chắc nếu mà tính trên giây thì chắc được tầm 1-2 giây. Nhưng mà chắc bằng tính quy ra là chắc bằng 1-2 cái chớp mắt. Đó. Thì về phần Alpha 8 thì với đồ họa chip Areno 630 cùng với cái màn hình Optic AMOLED thì sẽ đưa qua được trải nghiệm cực kỳ mượt mà. Nếu mà so với X9 LED thì màn hình con này sẽ phần hình ảnh nó sẽ không làm mịn so với dòng X9 LED, tại vì nó chạy trên tấm mình tấm nền Optic AMOLED. Nhưng mà việc mang lại những gam màu cân bằng cũng như là sự chân thật hơn thì con này OnePlus sẽ làm tốt hơn về phần này. Đó. Vậy chúng ta thấy đây, nếu chúng ta nhìn sơ thì đây, về phần hình ảnh rất là mượt mà, không hề có phần đứt quãng. Rồi, về phần Liên Quân thì sao? Nếu như những ai đang là fan của Liên Quân, đó, đó ai fan cuồng và trong đó có mình nè, mình là fan cuồng của nó luôn. Về việc đây chạy rất là mượt, mình cảm giác là hiện tại bây giờ mình đang xài một con iPhone 7 chạy chip A10 Bio Fusion và vô con này thì thôi rồi mà. Eo ôi, nó nhanh khủng khiếp. Nói chung là vô cơ bát là không có so thì sợ lắc hay bị đứng hay bị văng ra ngoài, cứ tha hồ mà chơi, thằng nào chơi ngu thì cứ chửi. Rồi, bây giờ là phần hiệu năng là cực kỳ tốt. Nếu như chúng ta muốn đánh giá hơn hoặc là so sánh những con OnePlus 6 hay với dòng flagship khác thì chúng ta cứ comment ngay phía bên dưới. Và nhớ đừng quên like và subscribe video này nha. Thì Đức Huy Mobile sẽ làm một cái video đánh giá chi tiết hơn về OnePlus 6 so với những chiếc flagship phụ khác. Ok, bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và đừng quên like và subscribe video. Hẹn các bạn ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.